Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại Khánh Phú. Và sau lưng Tuấn đây đang có một lô đất vô cùng đẹp, phù hợp cho các nhà đầu tư có thể đầu tư ở khu vực Khánh Phú này. Đấy, để Tuấn quay cho mọi người nha. Mặt tiền trước của lô đất là đường Giang Bay. Và đặc biệt lô đất này tổng diện tích là 3H4. Để Tuấn quay 3H4. Mái tít ở dưới kia, bám đường 300m. Và Tuấn này hiện tại vị trí Tuấn đang đứng là điểm cuối của lô đất. Đường thẳng này đi khoảng 3km nữa sẽ đến với khu du lịch Giang Bay. Từ đây lô đất này, khu vực này thì được có quy hoạch thổ và tổng diện 3H4 đến từ đây đến cuối đoạn dắt kia có suối, có cái sông để làm danh đấy. Lô đất rộng rãi, khu này thì khu vực hai bên là quy hoạch thổ hết rồi và bán đường rất là lớn. Đây, bây giờ Tuấn sẽ đi xe để có thể cho mọi người hình dung rõ hơn về cái lô đất này. Và đây Tuấn bắt đầu đi từ điểm cuối này, đi dọc suốt. Đây lô đất của mình, kia là khu dân cư, cách ủy ban nhân dân Khánh Phú thì rơi vào có 500m, tầm 500m thôi. Ủy ban, trường học, tiểu học các thứ, khu vực này. Đây đi, từ đây đi xuống hai đứa kia là đất của mình. Đây cũng là của mình luôn. Rồi, quý anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ Tuấn qua số điện thoại Zalo Tuấn ghim ở phía trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả để Tuấn có thể chia sẻ chi tiết thông tin chi tiết nhất của lô đất này cho mọi người. Rồi, Tuấn xin cảm ơn.